bác Hương ngủ để bác về đi tìm u à u à đóng sập cửa vào. Tiếng gì đấy? Tiếng gì đấy? Cô vẫn nghe thấy tiếng gõ cửa đấy. Chúng mình đi ra xem ai gõ cửa nhá. Chúng mình mở cửa xem ai đó. Quăng cong lên đúng không? Đó, quăng
nhiều cách nhưng cô đi đã dạy rồi đúng không? Có thể dùng móng tay, dùng bóng, hút. Và còn xé những xé giải giấy là một kỹ năng quen thuộc của người chúng mình. Nhưng mà để xé được những giải giấy từ giữa bức tranh tỏa đều ra các phía giống như một bông hoa như thế này thì lại là một kỹ năng khó đấy. Và bây giờ chúng mình hãy cùng quan sát cô làm nhé. Đầu tiên mấy cái dơ ở trong đấy à? Đầu tiên để cũng phải đoán xem nhé. Cô sẽ dùng ngón trỏ vào một cái đặt ở giữa này. Cô nhấc cái bìa giấy lên để tạo thành lỗ hổng này. Sau đó cô sẽ xé nhít dần tờ bìa từ giữa bức tranh. Cô xé dần ra phía ngược ra phía ngoài. Cô xé cẩn thận từng tí một để không làm rách tờ giấy. Cô ơi, bây giờ con nhìn thấy cái gì nữa không? Cô lại tiếp tục xé những giải giấy khác này. Cô xé ra đến sát bên ngoài, cô dừng lại nhé. Nếu như mà giải giấy ra to quá thì cô sẽ làm sao nhỉ? Cô Vân có muốn thử giống như cô Lê ấy? Cô Vân có muốn làm thử nào? Cô Vân bắt đầu từ giữa của bức tranh. Cô sẽ từ từ nhích từng chút một ra phía ngoài cạnh bên trái của lề bức tranh này. Khi xé, cô xé từ từ thôi và cô sẽ không làm rách giấy. Wow, cô Vân xé đẹp thế nhỉ? Nào. Thế có bạn nào muốn lên giúp đỡ cô Ly nào? Không, cô mời một anh và một bạn lớn và một em bé nhá. Không. Cô mời Trường An này. Em bé là cô mời Như Quỳnh nhỉ? Hai bạn lên giúp cô nào. Như Quỳnh, con sẽ xé hướng từ giữa xuống phía dưới cho giúp cô nhá. Trường An, con hướng sang bên thả cho xem cô nào. Một em chim tí hon. Em nhà bạn giúp cô nhá. Cô Trường A xé giỏi quá nhỉ. Như Quỳnh thế A xé giấy hơi to cô á. Còn mình sẽ xé nhỏ lại đúng không? Cô cảm ơn con nhá. Anh Trường A xé rất là khéo đấy các con ạ. Một con chim con nữa. Trường A. Thì bây giờ cô đi là cô Vân sẽ xé tiếp tục xé những giải giấy còn lại nhé. Cô phát hiện ra nhiều bạn là đang nhìn thấy cái gì đang lấp ló sau bức tranh đúng không? Thế bây giờ là gà con. Một đàn gà con. Là gì bây giờ? Làm như bây giờ muốn được nhìn rõ hơn thì chúng mình sẽ phải làm gì nhỉ? Muốn nhìn rõ hơn trong bức tranh có gì chúng mình sẽ phải làm gì? Đúng rồi, chúng mình sẽ phải cuốn cong cái giải giấy lên. Thế bây giờ chúng mình sẽ cuốn cong bằng cách nào? Mời Trường An nào. Trường An sẽ lên hướng dẫn các em bé giúp cô Ly nào. Con ngồi bên này giúp cô. Con ngồi bên này. Trường An hướng dẫn các em bé giúp cô Ly nhá. Anh xem Trường An làm bằng cách nào nhá. Cô cảm ơn Trường An. Và Trường An làm bằng cách nào đấy nhở? Bằng cách nào mà cô Ly đã dạy rồi đấy. Cô là dùng bằng tay rồi cô Ly làm lại nhá. Đầu tiên là cô sẽ dùng tay này. Cô quận đầu giải giấy lại, cô quận tròn lại. Cứ như vậy cô quận tròn nhiều lại, ngược về phía lòng của mình nhé. Chúng mình thử xem cô Linh làm nào. Cong được không nào? Được. Cong được không? Quan sát cho bạn Tuấn Tú làm nhé. Con ngồi bên này, Tuấn Tú 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 ngồi làm nè, hướng dẫn các em giúp cô đi nào. Chị quan sát nhé, quan sát nhìn anh làm này. Sao anh ơi?
chú vừa dùng bằng gì đấy chúng mình nhỉ? Anh dùng bằng gì đấy? Đi đây. Anh dùng ống hút đấy. À, vậy bây giờ cô Vân sẽ cũng dùng ống hút. Cô Vân làm lại cách của bạn Tú Tú nhé. Này, cô dùng ống hút này. Cô đặt ở đầu giải giấy. Sau đó cô cuộn nhẹ nhàng từ từ. Cô cuộn lại này. Đến hết giải giấy thì cô rút ống hút ra. Vậy là cô đã được một giải giấy rất là cong rồi đấy. Cứ như vậy, hai cô sẽ tiếp tục làm cong những giải giấy bằng cách mà hai bạn vừa làm nhé. Một cô dùng tay. Có chim gì nhỉ? Chim mẹ. À, đúng rồi, chim con phải có chim mẹ đúng không? Chim mẹ mới đi. Chim mẹ đang tìm thức ăn này đúng không? Vậy là chúng con cả lớp nghe cô hỏi nhé. Chúng mình đã nhận xét gì là chim con à? Có con chim không có mắt đâu. À, chim này vừa mới nở xong đấy. Vừa mới nở, cái mắt nó vẫn là hơi nhắm, nó đang nhắm lại. Cô đi hỏi này, đàn chim con này có dạng gì đấy nhỉ? Tròn. Tròn. À, được cô làm bằng nguyên vật liệu gì đấy? Chấm màu đấy. Và bây giờ nhá, cô hỏi tiếp này, ngoài cách chấm màu ra thì có cách nào khác để làm đàn chim con được không? Chúng mình thử suy nghĩ xem. Chúng mình có thể làm đàn chim con bằng cách gì? Nào các em. Các em bé, các em bé đã được học chưa nhỉ? Chúng mình có thể làm bằng gì? Đất nặng. À, anh chị lớn vừa hướng dẫn đấy, chúng mình có thể làm bằng gì nhỉ? Đất nặng. À, các em bé có thể làm đất nặng. Bằng bông. Cô Ly ơi, lớp cô Vân cũng đã được nặng các bạn chim con rồi đấy. Thì lớp cô Vân cũng đã làm rất là tốt rồi. Thế lớp cô Vân làm bằng gì nhỉ? Với Thủy Tiên là Thủy Tiên làm bằng gì? Mấy con đấy, con làm bằng đặt đất. Có đặt đất ra để làm đúng không nhỉ? Thế ngoài dùng đất nặng này, ngoài chấm màu ra thì chúng mình còn có thể làm cách nào nữa? Bằng cắt cắt ra người dính keo ra người dính à? À, chúng mình có thể dùng bìa cắt bằng bìa rồi dán lại này. Còn làm bằng gì nữa? Cô vừa nghe Tuấn Tú nói là bằng gì nhỉ? Bằng bông. À, làm bằng bông cũng có thể làm được đúng không? Thế cũng tương tự như làm chim con thì với những chú chim mẹ như thế này thì chúng mình có thể làm bằng cách gì nhỉ? Làm bằng những vật liệu gì nữa? Nặng là theo thế theo con thử lại một vật, ví dụ con nặng là đất nặng cũng được, nhưng mà trong bảo còn cách nào khác nào, ngoài đất nặng ra còn làm bằng gì nữa? Rất nhiều nguyên vật liệu chúng mình có thể làm được nữa. Làm bằng gì? Làm bằng giấy. Giấy chúng mình có thể làm gì nhỉ? Gấp gấp lại. Còn bằng gì nữa nào? Gấp ra. À, không phải bảo bạn làm bằng gì nào? Con có thể làm bằng gì không? Không phải con ngồi xuống nào, con cả bốn con. Bằng gì? À, bằng nhĩa giấy, bằng bông đúng không? Rất nhiều đúng không? Và ngày hôm nay nhá, cô đã cho chúng mình vừa mới kết đôi những cặp anh em chị em rồi. Bây giờ cô sẽ dành cho những mỗi cặp đôi 1 phút để chúng mình cùng nhau thảo luận xem hôm nay chúng mình sẽ phân công xem ai sẽ làm nhiệm vụ gì ở bức tranh nghe tổ chim ngày hôm nay nhé. Nào, 1 phút bắt đầu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
có ý tưởng của nhóm mình chưa? Rồi. À, thì bây giờ ai có thể chia sẻ cùng với cô và các bạn biết ý tưởng của mình là gì nào? Con làm được bàn đất. Cô mời chào trường An ạ. À? Trường An à, con chia sẻ nhóm. Bàn đất ạ. Ơ, thế em con đâu? Em con. Anh không gọi em lên ngồi cùng nào. Nào, thì nhóm trường An là sẽ làm con tranh thổ chim như thế nào? Bàn đất. À, thế giờ con sẽ làm gì nhỉ? Con sẽ làm con chim gì nào? Con chim con. Chim con nha, thế con. Con không phải con chim mẹ. À, con làm con chim mẹ. Rồi thế con, em sẽ làm con chim gì nào? Con ế. Em làm gì? Em làm con. Con là chờ Trung kia làm gì con? Trung kia làm em. Trung kia làm gì? Trung kia làm gì? Trung kia làm gì? Nó con vừa nói với anh Trường An là Trung kia làm gì nhỉ? À, em Trung Kiên sẽ làm đất, dùng đất nặng để làm con chim con đúng không? Rồi ý tưởng rất hay là ai nào? Ai có thể chia sẻ cùng với cô và các bạn tiếp nào? Nào, Trà My nào. Nào, Trà My, ý tưởng của nhóm con là gì? Con cũng là đất nặng nè. Thế con em làm gì? Con làm con chim mẹ này. Em làm gì nào? Để màu. Bạn nào đang và bạn nào muốn chia sẻ tiếp nào? Nào Tuấn Tú nào. Tuấn Tú nào chia sẻ ý tưởng của nhóm mình cho cô đi nghe nào. À con sẽ dán, em sẽ làm con chim con đúng không? Vừa rồi cô Ly đã được nghe rất nhiều ý tưởng của các nhóm rồi đấy. Và bây giờ cô Ly vẫn còn quà đấy. Chúng mình có biết muốn chất quà là gì không? Vẫn còn quà ở bên trong đấy. Cái gì nhá? Mở quà ra này. Wow. Cái gì chúng mình nhớ quà đâu rồi? Có bất chí nữa mà. Ở chỗ em có gì thấy bị gì nhỉ? Che rồi. À, che rồi. Đây chính là một quà bí mật đấy. Cô Ly đã làm thêm một cái lăng bí mật ở bên trong này đây đây này. Wow. Đây chính là những khung tranh này. Đây là những khung tranh mà các cô đã vì các cô đã cắt sẵn ở giữa này để cho chúng mình xé dễ hơn rồi đấy. Và đây là khung tranh dạng hình gì đây nhỉ? Tròn. Khung tranh dạng hình tròn. Và đây là khung tranh dạng hình gì? Chữ nhật. À, hình chữ nhật. Cô Ly ơi, cô Vân còn thấy cô Ly làm khung tranh từ những chiếc bìa hộp đó đấy. À, cô Ly đã tận dụng những chiếc vỏ hộp để có thể làm những cái khung tranh nhé. Và thêm màu xanh nữa kìa. À, có rất nhiều màu đúng không? Nhiều màu đúng không nào? Và ở trong cho các mình đấy. Trong lớp mẫu giáo bé C1, cô Vân cũng đã chuẩn bị rất là nhiều nguyên vật liệu ở các góc. Bây giờ cô mời các em bé, chúng mình cùng dẫn các anh chị đi tham quan nguyên vật liệu và chọn cho mình những nguyên vật liệu thật là đẹp để về làm bức tranh của chim nhé. Nào cô mời tất cả các con. Nào chúng mình đi xem qua vật liệu nào. Lớn chúng mình có thể lên mình có thể lên lấy những khung tranh về chúng mình làm nào. Con nào ơi, con nào ơi. Đây con đây khung tranh của con này, các bạn này nhá. Ơi, tôi tổ. Đây bà này à. Đây. Các em bé lên lấy khung tranh nhá, em bé lên lấy khung tranh nào. Ai bảo mình lấy bộ nhỏ
đi luôn à? Mắt đâu?
Đây em mỏ. Mỏ con cháu mỏ thôi. Mỏ đây. Con gắn luôn đi. Con gắn luôn đến đâu rồi. Con chim luôn đúng không? Con gắn đi. Con lớp vừa nhanh lên nhá. Sắp hết giờ rồi nha. Nhanh tay là sắp hết giờ rồi đấy. Còn bạn nào chưa hoàn thiện chúng mình nhanh tay lên nào. Mắt chưa? Hai mắt chưa? Rồi đẹp quá. Rồi, con giúp đỡ em đi, em không chưa? Thêm chim con đi. Thêm chim con đi. Vâng ạ. Lấy thêm đồng. Bạn xé những giày đấy thế nào nhỉ? Bạn không biết xé những giày đấy thế nào nhỉ? Đều vào căng đúng không? Ai còn nhận xét nữa nào? À mời Thủy Tiên nhỉ? Thủy Tiên có nhận xét gì? Bài của chị làm sao? Bài của chị Tammy là bài chị Tammy nào nhỉ? À chị xé đẹp, đồ đều, có vẻ giày cong đúng không? Và chị còn làm thêm một con chim, chú chim mẹ thì làm sao nhỉ? À bằng gì đây? Bằng giấy. À bằng được bằng đĩa giấy này, nhưng mà chị dám đã dám những chú lươn chim rất là xinh gì đấy? Xinh xắn đúng không? Và hôm nay này, cô Lì thấy rất nhiều những sản phẩm đẹp được tạo ra. Cô thấy như bài của bạn Tuấn Tú này, Tuấn Tú sao bài thế? À, đây là cặp đôi của anh này, chị này, cô thấy bạn hai bạn xé đấy là để đều nhau này. Và bạn ấy đang xuống chim rất là ta nhỉ? À, thế nhìn là bà của bạn này. Bạn ấy đã làm một chú chim mẹ làm sao đây nhỉ? À, bạn ấy đã phối màu rất là đẹp đúng không? Làm nổi bật những chú chim mẹ và chim con lên đúng không? Và cô Ly còn thấy là bài của bạn Trường An nữa này. Bài của Trường An cũng rất là đẹp đấy, bạn ấy xé đều này. Hai anh em đang làm gì đấy nhỉ? Chim là ra giờ nổi bật trên bức tranh đúng không? Và hôm nay có thấy rất nhiều bài đẹp đấy. Bây giờ chúng mình hãy cùng nhau mang những bài này chúng mình trưng bày lên ở các góc chơi để đến góc chơi chúng mình có thể chơi nhá. Vâng ạ. Chúng mình cùng trưng bày với cô nào. Chúng mình mang trưng bày nào. Để cô nào.